Xin kính chào quý vị và các bạn Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn Cuốn nhật ký lính chiến Của tác giả Cựu chiến binh Phạm Hữu Thẩm Cựu chiến binh Phạm Hữu Thẩm Sinh năm 1945 Tại Hải Dương Nhập ngũ tháng 4 năm 1968 Đi bề Nguyên là chiến sĩ của sư đoàn 2 Quân khu 5 Trong kháng chiến chống Mỹ Trong 12 năm cầm súng Đồng chí Phạm Hữu Thẩm đã trực tiếp chiến đấu 127 trận, đánh vô cùng dũng cảm, mưu trí, tiêu diệt 253 tên địch, trong đó 145 lính ngụy, 71 lính Mỹ và 30 lính Pol Pot. Đồng chí còn bắn rơi 19 máy bay, trong đó có 4 chiếc phản lực và 15 trực thăng. Trong chiến đấu và công tác, đồng chí Thẩm đã được tặng thưởng 7 huân chương chiến công các loại, 4 lần đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ bốn lần đặt danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Máy Bay, cùng nhiều danh hiệu Chiến sĩ Thì Đùa và Chiến sĩ Quyết Thắng. Số liệu theo công văn của Sư đoàn 2 năm 1996. Chúng tôi cho rằng với thành tích trên, kiểu chiến binh Phạm Hiếu Thẩm rất xứng đáng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1975, sau khi cùng đơn vị tham gia giải phóng thành phố Đà Nẵng, Phạm hữu Thẩm, đã cùng đơn vị được điều đi chi viện cho lực lượng hải quân giải phóng quần đảo Trường Sa. Ông đã lên tàu vượt biển trực tiếp cùng bộ đội đặc công nước tham gia các trận đánh và lần lượt giải phóng các đảo Sông Tử Tây, Sơn Ca và Nam Yết. Ông từng làm chính trị viên đảo Sơn Ca, đảo phó Sông Tử Tây. Chưa hết, khi chiến tranh biên giới phía Tây Nam nổ ra, tháng 12 năm 1978, Phạm Hiếu Thẩm lại cùng đơn vị lên tàu từ Cần Thơ, vượt biển và đổ bộ lên phía Nam đảo Phú Quốc, rồi hành quân lên phía Bắc đảo. Tại đây, đơn vị ông cùng các tiểu đoàn 862, 863 và 864 lên bốn tàu há mồm đổ bộ lên Tà Cơn, Campuchia, tấn công truy kích địch tới sát biên giới Thái Lan, liên tục tham gia hàng chục trận đánh ác liệt Mãi tới tháng 7 năm 1979 mới được lệnh rút về nước. Tháng 1 năm 1982, do sức khỏe yếu, Trung úy Phạm Hữu Thẩm đã được quân đội cho nghỉ chế độ mất sức của bệnh binh. Thực ra trong chiến đấu, ông đã bị thương rất nhiều lần, nhưng người làm chế độ chính sách trong đơn vị hồi đó nói, nếu hưởng chế độ thương binh thì sẽ không có chế độ bệnh binh mất sức hàng tháng nữa ông đã tạc lưới chọn mất sức cho xong và hiện trung úy cựu chiến binh phạm hữu thẩm được lĩnh khoản tiền hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng mỗi tháng mới được tăng thêm trước đây chỉ hơn hai triệu đó cũng là khoản tiền cả hai vợ chồng già phải chi tiêu tan tiện ăn uống chủ yếu là rau cháo và chữa bệnh qua ngày điều may mắn là cựu chiến binh phạm hữu thẩm đã ghi nhật ký rất chi tiết những ngày tháng chiến đấu tại chiến trường Quảng Đà Nẵng. Những trang viết trung thực, sinh động, đầy máu và nước mắt, vô cùng bi tráng. Một người anh hùng bị lãng quên, ra mắt sách nhật ký, lính chiến. Cuốn sách đã truyền tài tới người đọc rất nhiều thông tin trung thực về những người lính đã nhập ngũ năm 1968. Hành quân đi bê, sống và chiến đấu tại chiến trường khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ như thế nào sự trung thực đến trần trụi về cuộc sống và những trận chiến đầy máu và nước mắt những trận đánh kéo dài hết ngày này qua ngày khác hết tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác lần lượt hiện lên qua từng trang nhật ký đầy máu và nước mắt chúng tôi xin được trích một số trang trong cuốn nhật ký trường ký độc đáo lính chiến của cựu chiến binh phạm hữu thẩm để giới thiệu đến quý vị và các bạn phần thứ nhất từ già Lũy Che làng. Nước non muôn dặm xa quê, nhớ cha thương mẹ có về nữa không? 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 4 năm 1968, chúng tôi tập trung tại đình Huệ Chỉ, gồm 12 người: anh Bống, anh Thịnh, anh ấu, anh Đàm, chú Thà, và tôi, thuộc thôn Huệ Chỉ. Thôn An Lăng có anh Bối, anh Lư, chú Hòa, thôn Phương Luật có chú Bộ, chú Khang, chú Như Được chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đến động viên chia tay Chúng tôi ra đi trong mưa trơn đường lội Đi khỏi gốc đa đình làng thì chị bối bế hai con đến vừa khóc vừa lôi anh bối lại Vì gia đình neo đơn, con cái đông đến bảy đứa Anh bối cũng đã 40 tuổi Lúc lên đường mà có người níu kéo khóc lóc thế thì xui quẩy quá Bà nhậm là hội phụ nữ Xã Nói anh em người ta đi việc tốt lành Sao lại làm như vậy Thế rồi kéo chị bối ra Đúng lúc đó Chú Tư xã đội đi đến bảo Thôi anh ấy về rồi giải quyết sau 14 giờ chiều ngày 5 tháng 4 năm 1968 Chúng tôi đến làng Dạ Son Xã Thằng Long Kinh Môn Hải Dương Có cán bộ khung tỉnh đội Hải Dương tiếp nhận Đưa chúng tôi đến các nhà dân trọ Ở đây văn nghệ các xã đến biểu diễn động viên bộ đội Những ngày đầu chúng tôi được nghỉ ngơi Ngày mùng 7 tháng 4 gặp chú ba ở đội văn nghệ xã 18 giờ tối ngày 11 tháng 4 Anh Thịnh bảo tôi tranh thủ về nhà Lúc gà gáy sớm hai chúng tôi vừa đi vừa chạy Về đến nhà đã 22 giờ Cả nhà đã ngủ Vợ tôi đánh thức cu chí dậy Cu Tuấn thấy động cũng dậy theo Hai đứa thích quá gieo lên Bố về Vợ tôi đi nấu cơm nếp với cá rô sể Chuyện cho đến khuya Ngủ được một giấc 3 giờ đêm rạng sáng ngày 12 tháng 4 Thì anh thịnh gọi Tôi đến nhà chị Bống xóm ba Lấy xe đạp đi lên đơn vị Để tối mai cho anh Bống về Lúc rạng sáng Chúng tôi có mặt Ăn xong tập trung ở sân kho Nghe đọc biên chế Lúc ấy tôi thấy chú Liên còn ông Huệ Làng ta đi bộ đội năm 1966 Làm y tá ở đại đội này 7 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1968 Đơn vị chuyển quân đi về đầu núi xấu Qua đò vạn sang xã Đông Lạc Chí Đinh Hải Dương Một ngày nắng gắt Nóng như đổ lửa 15 giờ chiều Chúng tôi đến thôn trại Bén Xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh Cán bộ chung Tiểu đội đưa anh em đến các nhà dân trọ nghỉ ngơi. 8 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1968, chúng tôi tập trung tại sân đỉnh, thôn trại bến, nghe cán bộ đọc biên chế. Tôi ở tiểu đội 2, trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, Hải Dương. Được phát một bộ quân phục vài triều tiên của lớp huấn luyện trước để lại. Bấy giờ chưa được phát mũ, tôi cũng dùng mũ nhựa màu xanh đem từ nhà đi Tiếp theo là 10 ngày học chính trị Đêm gác bắt đầu huấn luyện là ăn tiêu chuẩn đi bê Sức thanh niên vẫn đói Một số anh em người nhỏ bé không ăn hết tiêu chuẩn Còn bánh mì luộc để lại cho tôi Thời gian này do mặc quần áo cũ Sinh ra ghẻ lở hắc lão Chiều tối bộ đội đi tập về Tắm giặt xong Phải tập trung ở đình làng Để cho y tá bôi cồn iốt chủ nhật nghỉ chúng tôi đi mỏ chay ở đầm trại bến về cải thiện 18 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1968 đại đội báo động kiểm tra vũ khí trung đội 3 đồng chí Hân mất súng trường cả đại đội phải đi tìm kiếm suốt 3 ngày không thấy hôm sau ngày 21 tháng 4 anh bóng anh đàn thôn Huệ Trì sức khỏe yếu được đơn vị cho về địa phương 12 giờ ngày 22 tháng 4 năm 1968, chị Âu Dơ Lăng, bạn tôi đến thăm. Tôi đưa chị đi tắm rồi đi ăn cơm. Buổi chiều tôi được nghỉ, cùng đi chơi với chị. Sau hai ngày đêm, chị ở thăm tôi thì chúng tôi chia tay. 16 giờ ngày 26 tháng 4, Tuy và Khuê được xã đội gọi đi thay anh Bóng, anh Đàn, có mặt tại đơn vị, đại đội biên chế về trung đội 2. Ngày 27 tháng 4, tôi đưa anh Khuê và Tùy đi phố Lẫm ăn bánh đa cua và uống siro. 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1968, tiểu đoàn hành quân giã ngoại leo Trường Sơn. Chúng tôi đi vào hố cua, qua nông trường trẻ đến khu dân tộc Sán Xìu rồi vượt qua lên dốc vòi. Khi cả đại đội lên đến đỉnh núi, trung đội trưởng hứa tập trung số đoàn viên trong chi đoàn, bí thư chi đoàn trung đội phó Tân tuyên bố kết nạp tôi vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Lúc đó là 12 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1968. Chúng tôi tiếp tục hành quân xuống dốc đến một khe giữa rừng thì trời cũng sắp tối. Toàn đơn vị nghỉ mắc võng, nấu cơm. Đêm trong rừng bập bùng ánh lửa vui thật. Chúng tôi tắm nước suối trong mát rượi, kiếm củi đốt sáng thầu đêm. Sáng ngày mùng 1 tháng 5 năm 1968, chúng tôi leo dốc bỏng, đi 4 giờ nữa thì sang huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc nghỉ nấu ăn. Sáng ngày mùng 2 tháng 5, hành quân về Đan Hội rồi về trại bến. 14 giờ ngày mùng 2 tháng 5, tôi cùng anh Tịnh đi đá cóc lấy đường để cho đơn vị. Về đến nhà đã thấy mọi người ở quê lên thăm. Có bố anh ấu, bố chú Thả mẹ tuy bố khỏe mẹ tôi tối chúng tôi ăn cơm ở nhà chị lúa 16 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 5 đại đội đi lấy gạo khi mỗi người đeo một bà lô đất qua thao trường tập rồi vượt qua đỉnh núi voi mọp đi về hướng nam 2.000m xuống dốc đến thị trấn phả lại đổ đất trong ba lô đóng đầy ba lô gạo trời mưa to sấm răng chớp giật tối như mực đến kiếp bạc chúng tôi vào đền trú mưa 15 giờ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1968 tôi đi tập về đến sân nhà chị Thóc thấy một phụ nữ đang nhặt rau với bà chủ nhìn ra là vợ tôi đêm hôm ấy chúng tôi tràn chế tâm sự hai ngày sau tôi đưa vợ lên đường cái đứng nhìn tà áo bay nghiêng nón lá xe đạp bon bon xa dần khuất sau rặng núi lè thừa ngày mùng 10 tháng 5 Cơm chưa xong Chúng tôi đi lấy gạo Đến chùa Huôn Sòn Trời tối mịt Qua rừng Thanh Hào Quanh sườn núi đến ngái Ở đây dân cư không có Chúng tôi vào một kho gạo Lợp lá Ngồi đóng gạo Ra về đến chùa Huôn Trời lại mưa to Chúng tôi vào chùa chú cho tới sáng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5 Tôi đi phố Lẫm ăn canh bánh đa cua gặp lăng hai người cùng đi chơi phố chiều về từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 14 tháng 5 đơn vị đi chùa hun bắn bia kết quả đợt huấn luyện tôi đặt loại giỏi ngày 16 tháng 5 bắt đầu học chính trị 7 ngày sau đó chúng tôi viết quyết tâm thư đi chiến trường ngày 24 tháng 5 liên hoan mổ bò mổ lợn ăn tổng kết đợt huấn luyện chia tay nhân dân địa phương sáng ngày 25 tháng 5 năm 1968, đơn vị hành quân, trời nóng như đổ lửa, nước xì rô trong ba lô túi, cóc cạn dần. Về tới thôn Dạ Sòn, xã Thăng Long, huyện Kim Bồn, chúng tôi để quân trang trong khu hợp tác xã, mỗi người chỉ đem bình tông đựng nước. 19 giờ đêm về đến nhà, cụ chỉ biết tiền trước, lên tận bờ sông đón bố. 18 giờ ngày 26 tháng 5, tôi đến nhà chị Lăng ăn cơm, hai người tâm sự chia tay. Ngày 27 tháng 5, bạn bè trong xóm trong thôn đến chơi, chúc cho đi năm về 10, rồi tôi đi ăn cơm chia tay. Ngày 29 tháng 5, ăn cơm bố vợ và chú phê. Ngày 30, ăn sáng cơm chú lắm, chiều thịt hai con ngan, hai con gà làm sáu mâm. Lúc sáng ngày 30 tháng 5, chị Uân Sơ hẹn tôi lúc 19 giờ gặp nhau ở cổ hạc. Chúng tôi tâm sự chia tay, rồi uân sơ dối vào tay tôi phong bì giấy viết thư, ảnh kỷ niệm với 10 đồng. 13 giờ ngày 31 tháng 5, bà con trong đội sản xuất đến tiễn trần. Chú êm, bạn tôi và chị Âu Dơ Lăng dắt xe đạp đến. Chị Lăng tặng tôi 5 đồng và ảnh kỷ niệm. Phía sau có hàng chữ, em tặng anh tấm ảnh để nhớ mãi. Chị in mơ cũng tặng tôi phong bì giấy viết thư khăn mùi xoa chúng tôi ra đi anh im lai tuy tôi lai chị lăng trời mưa vừa tạnh thì tới làng than gặp chị phúc đang làm lúa ở sân co hợp tác xã chị phúc mới lấy chồng về đây tháng trước chị rót cho chúng tôi mỗi người một bát nước trẻ xanh rồi nói đi phải về đấy Đêm ngày 31 rạng sáng ngày mùng 1 tháng 6 năm 1968, tôi và Lăng không ngủ, ngồi ở bếp chủ nhà tâm sự, mưa cả ngoài trời và trong lòng người. 8 giờ ngày mùng 1 tháng 6, tiểu đoàn tập trung tại sân kho hợp tác xã thôn Dạ Sơn, từng đại đội lần lượt hành quân. Lăng vẫy tay tạm biệt tôi. Chúng tôi hành quân qua Phả Lai, đi lên địa phía nam sông Vận đến huyện Cẩm Giàng về thôn Cẩm La, xã Cẩm Đoài. Một tuần học chính trị, an dưỡng, bổ sung trang bị, phong quân hàm bình nhất. Nhân dân tại đây biết chúng tôi chuẩn bị đi chiến đấu, hội phụ nữ đem các thức rau quả, lợn gà đến động viên. Tiêu chuẩn ăn của bộ đội không đi bê là 6 hào, 8 lạng gạo. Bộ đội huấn luyện để đi bê là một đồng 2 hào, 8 lạng gạo. Từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 1968, chúng tôi ăn tiêu chuẩn đi B, một ngày 8 làng gạo, tiền 1 đồng tám hảo. 16 giờ ngày mùng 8 tháng 6, trời hè oi ả, à, mưa to, chúng tôi khoác áo mưa, mang vác khiêng gánh đến ga Cẩm Giàng, Hải Dương. Chuyến xe lửa đặc biệt chở tiểu đoàn quân Nam tiến, trời tối không nhìn thấy rõ. Cầu Long Biên bị bom Mỹ đánh sạt mé Nam. Chúng tôi ra đi mũ áo xin thể chưa hết giặc mỹ chưa về quê hương tàu chạy về nam qua phủ lý đến giữa cánh đồng thôn thiên bảo xã tiền tân huyện thanh liêm thì dừng lại lúc đó là bốn giờ sáng ngày mùng chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lính thực phẩm gạo rau mua vịt đánh tiết canh 17 bảy giờ ngày mùng 10 tháng sáu mỗi người một vắt cơm kẹp thịt đi suốt đêm đến sáng thì đến thôn Lao Trung, xã Lao Thành, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Hà. 17 giờ ngày 11 tháng 6, chúng tôi hành quân trên đường nhựa được 4 km thì rẽ lối, đi trên con đê mới đắp dài 10 km. Trời mưa lầy lội, sấm chớp, gió giật. Ngã lên ngã xuống, khổ cực vô cùng. Trời sáng, đến được thôn Đồng Tâm, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, lĩnh thực phẩm nấu ăn ngày 12 tháng 6 đến thôn Chí Tạo, xã Thành Hùng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, lĩnh thực phẩm mua chó làm thịt. Ngày 13 tháng 6 năm 68 đến thôn Lưu Bang, xã Vũ Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 14 tháng 6 đến thôn Mỹ Hưng, xã Yên Đạn, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 15 tháng 6 đến thôn Đông Phương Hồng, xã Thọ Bói, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 17 tháng 6 đến thôn Vinh Quang, xã Phú Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18 tháng 6, trời nóng, đi đêm, chúng tôi bảo nhau cởi quần dài đi cho mát. Trong đầu tự nhiên vang lên hai câu. Nay qua nông cống tỉnh Thanh mà nghe câu hát Thị Trinh năm nào. Ngày 19 tháng 6, đến thôn Kim Xuyên, xã Kim Lộ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 20 tháng 6, chúng tôi đi về hướng Tây cao điểm 1085 Nguyễn Quỳnh Hợp đơn vị ngủ trong rừng ngày 21 tháng 6 chúng tôi quay về hướng Đông Nam đến tối thì đến thôn Nhân Nghĩa xã Bái huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đến đây rau thực phẩm chủ yếu dừa cóc dứa củ đậu và thịt bò 18 giờ ngày 22 tháng 6 đến thôn Bái Thượng xã Xuân Phong huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An 16 giờ ngày 23 tháng 6 đến thôn Thượng xã Thanh Vi, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Ngày 24 tháng 6 đến thôn Phong Vân, xã Hương Dũng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 20 giờ ngày 26 tháng 6, chúng tôi vượt sông Cả, tức sông Lam, đoạn trên sang Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 6, đơn vị hành quân đến thôn Quần Ảo, xã Minh Vượng, rồi đi đến thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nghỉ lại ngày 27 tháng 6 chúng tôi tiếp tục hành quân về phía đông đến chân núi Dú Bành cao điểm 848 rồi đi về hướng đông dưới chân cao điểm Bao Cò về phía tây của huyện Can Lộc đến 18 giờ đến thôn Vũ Nhai xã Vũ Thắng huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh ngày 28 tháng 6 lúc chúng tôi đang leo lên dốc thì gặp anh chí đội toàn mũ sắt Chúng tôi đổi mũ tai bèo lấy mũ sắt Đến gần tối chúng tôi đang dừng ăn cơm Thì gặp anh Toàn lưng đeo chiếc son 20 Đầu bị thương băng trắng chống gậy đi đến bảo Anh Tiến hy sinh rồi Ngày 29 tháng 6 đến thôn Hoàng Niệm xã Cẩm Lạc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh Ngày 30 tháng 6 đến thôn Hoàng Xá, xã Kỳ Hoàng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Ngày 31 tháng 6, vượt đèo ngang đoạn trình đến thôn Hồng Sơn, xã Quảng Hóa, huyện Tuyền Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngày 1 tháng 7, chúng tôi vượt sông Giang đi đến thôn Yên Thọ, xã Tân Hòa, huyện Ninh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngày 2 tháng 7, chúng tôi đến trạm 18 thuộc khu vực xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 15 giờ chiều, trên đường hành quân tôi lên cơn sốt vừa đi vừa nghỉ cùng với bao tiểu đội trưởng đi quấy đội hình đến 17 giờ nhập nhọn tối bao lại lên cơn sốt không đi nổi lúc này tôi đã bớt sốt hơn tôi cõng bao đi chừng 200 trăm mét để đó rồi quay lại mang trang bị cứ như thế chúng tôi vừa cõng nhau vừa đi cho đến 21 giờ đêm lúc chui vào rừng lúc ra bãi tranh trời tối khó đi tôi đã kiệt sức đành ngồi lại bắn súng đến 3 lần để báo cho đơn vị quay lại đón. Đến 23 giờ, bọn anh Thịnh, anh Cỏ, anh Điêm và Tuy cầm quốc đến đưa chúng tôi về thôn Nam Thủy, xã Quý Thủy, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, chúng tôi được nghỉ ngơi, tắm giặt ngay đầu nguồn sông Danh, đánh cá, hái rau, mua sắn ăn. 8 giờ ngày mùng 5 tháng 7 năm 1968, chúng tôi ba lô lên vai thì một bà mẹ chống chiếc gậy tre đến trao cho tôi nói con đi chân cứng đá mềm con phải chắc như chiếc gậy tre này phải về đấy tôi cảm ơn và vâng tiếp tục hành quân đến trạm 20 trên đường đi là đỉnh rông mùa sim chín chúng tôi hái được rất nhiều đi được một ngày nghỉ ở trên chuyển sông danh 19 giờ tối ngày mùng 7 tháng 7 có lệnh quay trở lại trạm 18 Chúng tôi về đến địa phận thôn Phú Lộc, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đóng quân trong rừng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạm dừng ở đây để làm lại các kho tàng của binh trạm 18 bị bọn Mỹ đánh tàn nát. Vừa làm kho, vừa chuyển hàng, lương thực, thực phẩm, quân trang nhiều vô kể. Nửa tháng sau, ngày 21 tháng 7, chúng tôi có lệnh về trạm 15, hành quân phía tây nam, cao điểm 1624 Cotarun rồi vượt sông Đại Giang dưới chân núi Đà Mào, đi hai ngày về đến địa phận của thôn Yên Thọ, xã Tân Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi phát rừng, chặt cây, mắc võng che tăng, mưa suốt ngày đêm, nước lũ tràn về các kho gạo, quân trang bị ướt. Chúng tôi dọn kho mất 7 ngày. Đêm ngày 29 dạng sáng ngày 30 tháng 7, lúc 2 giờ về sáng, anh Bình, anh Quyền, hai tiểu đội phó quê Hà Đông dù ánh ấu làng tôi trốn về địa phương. Ngày 31 tháng 7, đồng chí Kim bắt được hai con vượn đen. Ngày mùng 1 tháng 8, tôi thấy nhức đầu sổ mũi, người hấp nóng, khát nước, bị bệnh thương hàn, không ăn chỉ uống, mấy ngày liền hết sốt lại rét. Đơn vị làm thịt châu, tôi ăn thấy tỉnh táo rồi tảo tháo đuổi. Sức đã kiệt, tôi bảo tùy với khuê nếu có chết thì khiêng lên đỉnh núi mà chôn quay mặt về bắc được y sĩ quỳnh tận tình cứu chữa hai mươi ngày sau thì cắt sốt đi lại phải chống gậy sinh gà ở các kẽ tay kẽ chân chim cu người yếu lắm anh thịnh đi câu cá về nấu canh chua cho tôi tổ chim bị gà mãi chết cả ra đau xót vô cùng rồi cũng dần dần ăn được anh em trong tiểu đội đi bắt được nhiều khỉ và vượn ăn những thứ này cũng nhanh hồi phục. 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 1968, đơn vị hành quân định để tôi ở lại trạm. Tôi không chịu, quân trang có tuy với khuê mang đỡ, tôi chống gậy đi theo. Chim cù lúc lắc đầu không chịu được, tôi nghĩ ra một cách lấy dây buộc chim treo lên cặp quần, thật là hiệu nghiệm. Gần ra cửa rừng chúng tôi nghỉ ngơi nấu ăn ngày 25 tháng 8 năm 1968, chúng tôi tiếp tục hành quân đến xã Lệ Linh, thôn Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cả đơn vị triển khai mắc võng trong rừng cao su thuộc nông trường Lệ Linh. Trưa ngày 26 tháng 8, tôi lên hố bom trên đồi tắm sát xà phòng khắp người, sát nhiều vào tổ chim rồi phơi nắng. Cứ thế hai đến ba lần cái gẻ chết, sau đó ăn ra non rồi khỏi. 8 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 1968, cán bộ trung đoàn Cửu Long đến nhận quân. Cán bộ cung tiểu đoàn 210 bản giao quân xong, chúng tôi nghỉ ăn liên hoan cho số cán bộ cung tử trung đội phó trở lên Già Bắc. Sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1968, chúng tôi tạm biệt nhau, kẻ về người đi. 14 giờ chiều tiểu đoàn tân binh chúng tôi được biên chế vào các đại đội trực thuộc của trung đoàn tôi về đại đội 14 súng máy 12 ly 7 là đại đội trực thuộc trung đoàn, dự định được 3 tháng ăn dưỡng và huấn luyện. Ngày 7 tháng 9 năm 1968, chúng tôi đi bến phà Long Đại lấy gạo thực phẩm được cấp nhiều ăn không hết, đem mỡ thùng đổi cho dân lấp vịt và chó. Lính mới chúng tôi được huấn luyện thêm một số bài cơ bản. Do nhiệm vụ gấp nên việc ăn dưỡng và huấn luyện chỉ kéo dài trong một tháng rưỡi. Chúng tôi làm công tác chuẩn bị học chính trị Viết quyết tâm thư đi chiến đấu Cơm tối xong Chi đoàn thanh niên địa phương đến giao lưu hát họ 14 giờ Ngày 31 tháng 9 năm 1968 Đại đội tập trung để phát quân trang, Quân phục Mỗi người hai bộ quân phục Áo ấm, màn, tăng, võng Ba lô, giày, dép Lốp, toàn bộ thay mới hết Ngày 1 tháng 10 năm 1968, đại đội làm thịt bò liên hoan, mời một số ban ngành trong xã, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Ăn tối xong, quân dân hát hò vui vẻ. Một chị trong hội phụ nữ hát bài Mẹ xuất trèo đỏ sông nhiệt lệ. Trang trang cồn cát nắng chưa quảng bình, mẹ rằng quê mẹ bảo ninh. Sợ chi sóng gió tẩu bay, thằng Tây kia đã thắng thì Mỹ này cũng chẳng thua. Ôi tình cảm thật, chúng tôi ai cũng phấn chấn. Nghe cầu hát một bà mẹ đã 60 tuổi không sợ tàu bay thì chúng tôi những thành niên trai trắng, một đội quân có đầy đủ vũ khí trang bị cũng không sợ Mỹ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng ra chiến trường giết giặc. Lúc 2 giờ dạng sáng ngày 16 tháng 10 năm 1968, còi báo động toàn đơn vị, chúng tôi tập trung tại sân kho hợp tác xã với đầy đủ trang bị. Các trung đội kiểm tra quân số rồi lặng lẽ lần lượt hành quân Chúng tôi đi về phía tây nam đến thượng nguồn sông Kiên Giang Đến tối dừng chân nghỉ ăn cơm Ngày 17 tháng 10 năm 1968 Tiếp tục đi vòng theo sườn núi Dừng ở đây bom bỏ dày như bát úp Thành niên sung phong mở đường ngày đêm Đi mãi đến 18 giờ, vượt sông Bến Hải, đoạn trên là một khu rừng thượng nguồn thuộc Tây Vĩnh Linh, Quảng Trị. Ngày 27 tháng 10, chúng tôi tới binh trạm số 1 ở Khe Ve, Bùm Bùm, bắt đường 9 thuộc huyện Vĩnh Linh và huyện Hưng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tới binh trạm số 1 đã thuộc đường dây 559, không còn đất Bắc nữa rồi. Khoảng 8 giờ ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968, chúng tôi qua cầu treo sông Vè, leo lên 1.000 1001 qua ba thang đến cổng trời. Đi suốt một ngày mới đến trạm nghỉ trên đỉnh núi, mưa dầm suốt ngày đêm. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 1968, chúng tôi xuống đến Trần Dốc, nghỉ ở binh trạm số 2 Lùm Bùm, Bắc Đường 9, xã A à Túa, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1968, chúng tôi đến bình trạm số 3, đường 129, Mường Bỏng, nghỉ tiếp 2 ngày. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 1968, đến bình trạm số 4 ở Bắc Làng Bạc, Nam Lào, nghỉ 1 ngày đi lấy gạo. Ngày mùng 8 tháng 11 năm 1968, đến bình trạm số 5 dưới chân núi Vít, Thu Lù vượt cao điểm 925 qua đường 9 Bản Đông đến Bản Ca Lào thì vượt đường 12. Ngày 10 tháng 11 năm 1968 đi qua A Lưới, A Sầu, A Gió, miền Tây Quảng Trị. Trường Sơn Đông Nắng, Tây Mưa. Ai chưa đến đó thì chưa biết mình. Dừng ra nghỉ tạm trạm binh, bữa cơm môn dốc nghĩa tỉnh nước non. Chúng tôi qua sông Vàm Vòng, bản A à Chóc đến bản Ta Sa trên đất Lào. Chúng tôi qua chân núi cao điểm 1030 bản Tả Lôi, Cha sông sabu Đi tiếp đến tả Dúa, Bắc sông Bằng Biên, rồi đi về bản Vắt, bản Cọ, làng Phô, La Thôn, vượt núi qua sông Cam Lộ, sông Thạch Hãn đoạn trên biển Tây, qua mường Lư sông Sepon. Ngày 29 tháng 11 năm 1968, chúng tôi vẫn hành quân trên đất Lào mùa khô nắng nóng, các binh trạm hết cả nước uống, nhiều suối nhỏ bị cạn. Chúng tôi phải đi vượn trạm đường dài gấp 2 lần, đến 9-10 giờ đêm mới nghỉ nấu ăn. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1968, chúng tôi đến trạm số 7 Cha Văn, dừng lại trên đỉnh núi cao, cây to, quanh năm mây phủ, mưa dầm suốt ngày đêm, trên mặt đất bùng nhùng rễ cây, xuống đến trần dốc phía bên Lào, trời nắng trang trang. Chúng tôi làm nhiệm vụ vận chuyển gạo, đạn Chúng tôi giang gạo mỗi người 3kg để làm lương khu chiến đấu 21 giờ đêm ngày 27 tháng 12 năm 1968 Cả đơn vị vượt sông Ba Lỏng đi trên chiếc cầu treo Cầu được treo vào hai cây gỗ to ở hai bên bờ sông Đến dốc chành, đường lầy lội, leo lên tuột xuống rất cơ cực Từ đây trung đoàn chia làm hai hướng Trung đoàn bộ K7 K8 và các đại đội trực thuộc quân số 2 phần 3 đi về dốc mây xuống vùng A Đại Lộc. K9 cùng các đại đội trực thuộc với 1 phần 3 quân số đi về ngã bàn nước xuống vùng Hòn Tàu, Duy Xuyên. Ngày 16 tháng 1 năm 1969, hai hướng hành quân cùng tiến đến bàn Bà Kỳ. Số lương thực mang trên vai phải nộp vào kho cho mặt trận. Cấp trên thông báo ăn rút bát, mỗi ngày chỉ 4 lạng gạo, đói bắt đầu từ đây. Chúng tôi lấy rau rừng, kiếm sắn, đào củ mải, củ móng ngựa, tai voi, dương xỉ, quả chám làm thức ăn. Về ăn, ông Biên thấy vậy hôm sau lấy dọc giấy về tức làm bột giá. Đến bữa ăn vào, mọi người đều móc họng. Lương tiểu đội phó, rộng xạ thủ số 2, đi lấy củ lừa, về luộc ăn. Mấy hôm sau, ông Biên đi lấy củ giấy về luộc cho cả tiểu đội ăn. Khổ ơi là khổ! ngày 24 tháng 1 năm 1969, đơn vị đến bàn bà lừa thì có lệnh dừng lại, triển khai đào trận địa đánh địch đổ bộ đường không. Lúc này, bụng đói, hai người khiêng một cây gỗ làm nóc hổng lê không nổi. Lính mới lần đầu vào chiến trường, cứ thấy tàu giả bay, trực thăng bắn đã khiếp rồi. Lại thêm địch thả truyền đơn máy bay L-19 gọi loa chiêu hồi suốt ngày đêm. Ngày 28 tháng 1 năm 1969, Bình đi móc được ít sắn về luộc cho cả tiểu đội ăn. đơn vị họp kiểm điểm. cuối cùng cả ba chúng tôi phải khai trừ đoàn. chiều ba mươi Tết ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm sáu chín, tôi đêm anh anh trò ảnh trách chặt gỗ đói mờ cả mắt anh Biền đi nhổ khoai bông ngứa ở suối tối vào bếp anh nuôi lấy xong rồi bẻ trộm một màu bánh maisco dốc một ít mì chính rồi đem ra suối nấu canh môn ăn lính đói hút nhiều nước chống no nhưng cũng chóng đói quản lý cười đến tiểu đoàn chín lấy được hai kg thịt heo đem về thái chia mỗi người được hai miếng gấp với hai lạng gạo bữa tối ba mươi tết chỉ có thế đến 19 giờ toàn trung đội tập trung trung đội trưởng tạo mở đài nghe bác hồ chúc tết mỗi người được ăn nửa bánh lương khô ngày mùng bảy tháng 2 năm 1969, nghìn chín cả chín hành quân về hướng đồng, vượt bến đỏ Giàng, sông bùng chập trùng thác ngựa thác trông đoàn quân đến vùng quảng nam đóng trại nghỉ rồi làm lán hạ thổ ngày mùng mười tháng 2 năm 1969, nghìn về ngã bà là lên dốc 700 đến lưng chừng núi, một chiếc C-130 bay lại bắn đạn 20 ly. Bộ đội có một số lính mới bỏ chạy, làm hai người bị thương. Khoảng 15 giờ đến cửa danh tranh thủ đến nấu cơm ăn. Khoảng 18 giờ các đơn vị ra cửa danh đến bến đỏ tí xé, triển sông dài và đẹp, ngô, bí, thuốc dân trồng lên sành mướt. Bốn con đỏ đưa bộ đội qua sông. Một con đò vừa rời bến, tiểu đội trưởng vọng bám lấy mũi đỏ lôi lại để nhảy lên đỏ cô lái đò thật thả kêu lên chú bộ đội miền bắc sao chú nắm cứng cái đầu ghe chóng vậy bộ đội cười khúc khích sang bên thạch bích men theo sườn núi bờ sông đến bãi ngô chúng tôi chui vào ruộng ngủ ba giờ sáng ngày 11 một tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu chín chúng tôi tiếp tục hành quân hết khu vực ngô lúa thì đi vào suối chín khúc đi ngược lên chừng ba km sáng rõ thì đến cửa rừng giáo ăn cơm vắt rồi lại đi tiếp qua suối đã vượt dốc tranh sang bãi cằn xã Sơn Phúc thuộc huyện Quế Sơn nghỉ nấu cơm ăn. 16 giờ ngày 11 tháng 2 năm 1969, chúng tôi xuống làng qua thôn 3, thôn 2, thôn 1 tìm chỗ nghỉ mắc võng ở vườn trẻ xanh ở lại đây hai ngày. 19 giờ ngày 14 tháng 2 năm 1969, chúng tôi mỗi người một vắt cơm, một bình nước hành quân qua suối cát lên phía tây núi Hòn Tẩu qua đá chẹt đến ngã ba khu vực Nam Bộ ở phía bắc dãy núi Hòn Tẩu. Triển khai nghỉ trong một khu hậu cứ cũ đã bị bom đánh tàn hoang. Ngày 15, trung đội chuyển đến một cái rông sườn phía bắc của điểm cao 800. Trung đội trưởng Hải, đại đội phó Lý, chính trị viên Trung hội Ý rồi cho các tiểu đội triển khai làm hầm trú ẩn, hầm chứa gạo. Ngày 20 tháng 2 năm 1969, trung đội biên chế hai lính mới một lính cũ để kèm nhau 14 giờ chiều chúng tôi đi cửa danh sơn hiệp luồn theo các kẽ hang đá lồng khổng đi vòng trên đập vĩnh trình nghe nói ở đây ngày 21 tháng 1 năm 1955 mật thám chỉ điểm cho quân Ngô Đình Diệm bắt 17 người mổ bụng khoét mắt và cho người còn sống vào bao tải buộc đầu vứt xuống đập trên được đi xuống vùng xuôi nhiều lúc máy bay trực thăng bắn những dòng đạn lửa súng đại liên từ trên trời xuống máy bay c 13 không thả đèn rủ pháo sáng pháo ở các trận địa núi quế duy xuyên bắn đến lính cũ chạy đến đâu chúng tôi chạy đến đó lấy được gạo nhưng đại phó lý chỉ cho ăn năm lạng một ngày đến xuyên trường quân kho giao gạo moi từ bãi cát hai người một bao ngày mùng sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín Mỹ đổ quân ở đập Vĩnh Trình, đường danh Sơn Hiệp không đi lọt được, trình sát đưa đường qua lối danh Hòa Bình. Đường này dốc cao vòng đi lội lại xa gấp rưỡi, xuống Sơn Trà 4, Sơn Trà 3 gùi được gạo lên rất khổ cực vì luôn tránh địch phục kích, rồi còn phi pháo về đến cứ mệt đói giá rời. Ngày 10 tháng 3 năm 1969, tại Làng 2, K9 tức đại đội 2, tiểu đoàn 9, bộ đội bắn được con khỉ, mọi người súng lại xem một cảnh giác bốn tên mỹ xuyên sơn đột nhập vào chiếm được hầm một chiến sĩ của ta phát hiện vỡ khẩu ak bắn mấy loạt bọn mỹ nhau xuống chạy mất vài giờ sau pháo bắn bom bỏ quần đi quần lại toàn khu vực đóng quân của ta trực thăng vũ trang 12 chiếc đến bắn phá dọn đường cho 20 chiếc trực thăng vận tải ch 34 chờ một tiểu đoàn quân mỹ đổ bộ xuống các nơi khu vực nam mộ hang đá chẹt suối cát từ danh hiệp trở vào chỗ nào cũng có lính Mỹ. Tiếng súng máy, súng cối nổ gian. Chúng tôi chưa gặp Mỹ nên cũng lo sợ. Ngày hôm sau, đội trưởng Hải đã cử các tổ chiến đấu cảnh giới các nơi hiểm yếu. Toàn trung đội súng đạn, ba lô sẵn sàng cơ động. 7 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1969, tiểu đội trưởng Vọng gọi tôi và dậu Thái Trắng đến giao nhiệm vụ và đưa tôi khẩu CKC với hai hộp đạn 40 viên Dậu không có súng Mỗi người chúng tôi có hai quả liều đạn Hay chúng tôi ra đầu dốc tìm vị trí cảnh giới Phía trước là một hố bom, Nên đường đi phải vòng qua miệng hố Gần bên trái có một hố cá nhân Tôi bảo dậu ngồi xuống đó quan sát Còn tôi tìm được cây gỗ đồ nằm chắn ngang đường cách hố bom trước mặt khoảng 10 mét Lấy cây gỗ làm vật chè đỡ Tôi đặt súng lên rồi bẻ ngụy trang cắm phía trước 9 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 1969 Quân Mỹ chặt cây, tiếng la ó nặng xịt, đạn súng máy đại liên, đạn tiểu liên A15, đạn M79 của Mỹ bắn như mưa về phía chúng tôi nằm. Khói mù mịt, cành cây ngụy trang bị gãy, dậu bỏ tôi. Anh ở lại cảnh giác nắm địch để em về báo trung đội cử thêm người đem súng trung liên AK B41 ra tiếp chiến. Tôi gật đầu. Cậu đi nhanh và về nhanh nhé. Một lúc sau, đạn địch ngớt tiếng quân Mỹ xì xổ rất gần. Tôi nằm sấp, chống ngực đập ngũ liền, nhìn trước nhìn sau chỉ có một mình, đơn thần một súng, đạn bọn Mỹ lại bắn vãi lên. Tú thật, lần đầu vào trận, tôi mói tè liên tục, lúc ấy tôi tự động viên mình, phía sau ta còn có đồng đội, bên kia xe suối còn có tiểu đoàn 9 sợ gì tặng Mỹ kia chứ. Bụng nghĩ như thế, nhưng hàm răng cứ đánh cầm cập, người run như nháy đập đến 12 giờ trưa từ chỗ rừng cây phía trước cách hố bom khoảng 30 mét sáu tên mỹ đang đi ra bãi trống phía trong rừng cây hình như chúng còn khá đông những tên lính mỹ cao to trang bị đầy đủ tay cầm vũ khí đạp cây vạch lá đi lên đầu nòng súng ckc của tôi cứ bám lấy bụng tên đi đầu khi chúng vừa đến miệng hố bom tự dưng khẩu ckc của tôi phát ra tiếng nổ tên mỹ đổ xuống tôi sững sờ vội bắn tên thứ hai ngã nốt còn bốn lính mỹ nữa cùng nhảy xuống miệng hố bom tránh đạn góc khuất khiến tôi không bắn được không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại linh hoạt thế tự nhiên tay tôi cởi dây túi lựu đạn trường hợp hai quả liều đạn chạy trung quốc được phát khi còn ở cầm giảng hải dương lúc bắt đầu đi bê đến hôm nay tôi tặng trung quân mỹ luôn tôi rút nụ xòe ném xuống hố bom có mấy thằng mỹ một tiếng nổ oanh sợ chúng chưa chết hết tôi ném tiếp quả thứ hai không thấy chúng phản ứng gì từ giấy hố bom đó kể lại viết thì dài nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong mấy giây thôi hai tiếng nổ oanh oanh liền nhau rồi tôi dê mũi súng bắn vào chỗ quần mỹ ở vạt rừng phía dưới cho hết băng đạn tôi lại nạp đạn vào băng xong lúc này khoảng mười hai giờ mười phút quân mỹ tổ chức lại đội hình chiến đấu Chúng dùng hỏa lực đục các loại súng đạn khiến tiếng nổ các cỡ ở hai bên sườn đồi bắn vào như mưa. Tiếng nổ rên như sấm, cành cây rơi xuống, đất đá tung lên. Trên trời, 12 chiếc trực thăng bắn như vái đạn xuống trận địa. Chỗ tôi không có hầm nên tôi cứ ngồi nép sau gốc cây. Kèo này chắc 10 phần chết chín rồi cha mẹ ơi. Tôi quan sát chung quanh, thấy phía sau trích bên phải chừng 27m có mấy hòn đá to, có cái đá có thể trẻ khuất được. Tôi liền bỏ đến, hòn đá nghiêng che kiểu hàm ếch. Tôi nằm nép bên trong quan sát phía trước và hai bên. Quân Mỹ bắn đến 30 phút mới ngớt. Chúng nhiều súng đạn thật. Trong lúc hòa lực bắn thì quân Mỹ chết đã có đồng đội của chúng lên lấy xác. Bốn chiếc máy bay trực thăng chiến đấu theo nhau tiếp tục bắn xuống. Một chiếc qua đầu tôi bay sát ngọn cây. Tôi ngồi dậy dựa vào thành đá ngắm máy bay bắn đuổi bốn viên đạn một chiếc khác bay đến động cơ ầm ầm như tàu hỏa dừng lại chỗ trên không đỉnh đầu tôi tôi đưa súng ngắm bắn thấy thằng mỹ ở bên cửa trái máy bay đang xoay khẩu đại liên sáu nòng chó xuống tôi hoang quá nằm im không dám bóp cỏ máy bay đi rồi tôi kiểm lại thấy mình chỉ còn khoảng chục viên đạn phải hết sức tiết kiệm mười ba giờ bốn phút tôi xách súng đi về tuyến sau cách đó hơn 100m, thì thấy tiểu đội phó khanh anh ca và dậu ngồi trên dốc ở đó có mấy cái hầm trú ẩn Được dậu hỏi Tao tưởng mày chết rồi Tôi nổi khủng Chết cái con kẹt Chúng mày tưởng tao dễ chết lắm hả Ngồi đấy mà đợi nhặt xác tao Khảnh nói Thôi anh thầm cứ bình tĩnh Chuyện đâu còn có đó Tình hình địch ra sao rồi Tôi bảo các anh xuống mà kiểm tra Ở hố bò mấy Ca vọt lên khỏi hầm chạy trước Anh Khanh và Dậu chạy theo Đến nơi không thấy tên Mỹ nào trên bờ hố bom có hai vũng máu Dưới hố bom có máu đọng thành vũng Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba người nghe Và nói quân Mỹ đã lên kéo xác đồng đội rồi Anh em cùng tìm kiếm Quả nhiên thấy có cả vết máu kéo dây chiến đất kìa Mọi người chứng kiến Anh ca nói Không có lửa làm sao có khói Không bắn chết tầng Mỹ làm sao có máu dây khắp cả thế kia Như lời anh thậm kể Tôi chứng kiến đồng chí thậm diệt sáu tên Mỹ Tiểu đội phó Khánh đồng ý Lúc ấy có hai trình sát của K9 từ trên chạy xuống nói Máy bay trực thăng đổ xuống lấy xác và bốc quần Mọi người có thể đi lượm đồ hộp Thu chiến đợi phẩm nhanh lên rồi chạy xuống núi Tôi xách súng chạy theo xuống tới ngã ba đường trục Chúng tôi nấp trong bụi nhìn xa bãi đá Ở dưới khe quần Mỹ có chừng một đại đội Chúng đang khiên xác chết lên máy bay Chúng tôi đếm cả thầy là 9 chiếc cáng nghĩa là chúng có 9 tên bị thương vong. Một trinh sát báo, bọn Mỹ chết 9 thằng bay à? Đơn vị nào diệt thế nhỉ? Tôi bảo tôi bắn nó lúc 12 giờ đó. Khi quay lại anh nói với mấy anh ban nãy là 9 tên Mỹ chết nhé. Trinh sát đồng ý. Tôi tì súng vào góc cây ngắm bắn máy bay. Một trinh sát thấy vậy gạt tôi ra. Muốn chết hả? Ông bà nội đang chờ anh ở nhà đó ở ngã ba suối đá mấy thằng Mỹ phát hiện ra chúng tôi, chúng kêu lên. VC, VC. Một tên quay khẩu trùng liền bắn lên, đạn bay như mưa. Hai chính sát quân ta bỏ chạy. Tôi quay lại bắn bừa vào quân Mỹ hai viên rồi vác súng chạy lên đến đỉnh dông một chính sát bị thương vào tay. Chính sát kia nói lại chuyện quân Mỹ chết chín tên cho bọn anh khanh nghe. Tôi đi vào vạt rừng tìm kiếm cả một vạt, tôi khẳng định tôi bắn chết hai tên cạnh hố bom ném lưu đạn chết bốn tên dưới hố bom còn tám viên đạn trong hộp tiếp đạn tôi bắn vào đám đông quân mỹ làm chết ba tên nữa tổng cộng là chín tên chỉ có mình tôi ở đó chứ không có đơn vị nào bắn quân mỹ hôm nay cả tiểu đội phó khanh kết luận nhất trí là đồng chí thậm bắn chết chín tên và tôi sẽ báo lên trung đội lúc 14 bốn giờ anh điềm thôn quế lĩnh và khang người thôn An Lăng ra thầy gác cho chúng tôi về. Tôi vào hầm ăn hết vắt cơm phụ, nằm hút thuốc. Đang lúc ngủ ngon thì Bình chui vào, lay tôi vào thị thảo. Anh Điềm bị đạn trên máy bay bắn hy sinh rồi. Tôi muốn ra xem sao nhưng không đi được. Lúc này cả trung đội tôi tấn tác cả lên. Anh Tục, chính trị viên trung đội nói với trung đội trưởng Hải không được để anh em lính mới làm công tác tử sĩ vì anh em chưa quen chiến trường sợ anh em hoang mang sợ hãi sau đó các tiểu đội cử người đi trộn cất 15 giờ chiều tiểu đội phó khanh đưa hai trinh sát đến hầm trung đội báo cáo lại cuộc chiến trường này của đồng chí thậm với quân mỹ có hai trinh sát của cả chín chứng kiến sự việc chính trị viên tục mừng quá gieo lên phải động viên kịp thời cho anh em toàn trung đội học tập gương chiến đấu của đồng chí thậm Phát động căm thủ, tiêu diệt Mỹ để trả thù cho đồng chí Điêm Khôi phục lại tư cách đoàn viên cho đồng chí Thậm Tôi chui vào hồng dấp gạo ở bao tượng nằm nhai gạo sống Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 1 Nhật ký lính chiến của tác giả Bùi Hữu Thẩm Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại